Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay là thứ hai đầu tuần, em Lợi cũng khẳng định với quý anh chị đây là cái chiếc Toyota Hilux mà chắc là phải mới nhất Việt Nam đây. Đấy. Với cái chiếc Toyota Hilux đời 2018 tự động một cầu mà em mua của bác chủ đây. Xe chạy đúng 2 vạn mốt zin theo xe, bao zin toàn tập nhá. Từ máy số khung gầm thân vỏ lốp. Đấy. Lốp của chiếc xe là zin một dàn theo xe mà chưa hết cái vạch đen đâu. Đấy. Xe rất chi là mới, xe chỉ có để trong nhà đắp mền thôi. Với cái chiếc xe này thì anh chị em mà quan tâm một cái chiếc xe đẹp thì hãy xem nốt video. Còn nếu như các bác nào mà chê về giá thì nói thật giá cũng khá là cao, không thể nói là nó rẻ được. Đấy. Chiếc xe này thì em Lợi đang chào bán giá là 600 triệu đây. Toàn bộ xe đời 2018 nhá. Vì em xem xe nó đẹp quá, mê quá nên em mua luôn. Đấy. Từ lốp này, tất cả lốp là đều 2018 nhá. Đấy. Rất là dày và đẹp này. Đấy, toàn bộ lốp rất là dày. Và bậc lên xuống này, đến tay nắm cánh cửa sơn zin cả con luôn. Đấy. Tất cả lốp trước, lốp sau cũng thế. Đây. Lốp sau cũng vậy, đều 2018 hết này, không thể tin nổi. Và các cái vạch sơn ở dưới này còn zin hết nhá, đâu còn thấy màu được của cái vạch sơn. Đấy. Tất cả các cái phần sơn đồng vỏ này là cực kỳ đẹp. Đấy. Nắp thùng là nắp thùng thấp nhá. Đấy, Toyota E số tự động một cầu. Đấy, một chiếc Hilux mà đẹp mới kinh khủng luôn đây. Và toàn bộ xe cũng được lắp thêm camera lùi này. Đấy, tất cả các cản sau đều đẹp nhá. Cổ bù của chiếc xe nó sáng thế này này, chưa dọn đâu quý chị ạ. Đấy. Lốp sơ cu là chưa chạm đất đâu nhá. Sơn vạch lốp còn nguyên này. Đấy, khung gầm cực kỳ sáng và đẹp nhá. Tất cả các cái phần lốp này rất là mới và đẹp. Một chiếc xe mà đánh giá cực kỳ chất lượng đấy quý chị này. Với Toyota Hilux thì quý chị biết rồi, chất lượng Hilux thì quá chi là tốt và toàn bộ đều zin hết nhá. Sơn vạch trong này. Vạch trong này quý chị nhìn thấy này. Đấy, máy lên nét chậm này. Cái vạch trong nó còn sơn này. Sơn của cái lốp đúng 2 vạn, không chạy đường xấu, toàn bộ xe rất là đẹp. Khung gầm quá mới luôn, tay nắm móc khóa cánh cửa, kính đèn đều zin. Bác nào mà quan tâm đến một cái chiếc Toyota Hilux mà hiếm và đẹp như thế này thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090 nhé. Đây, toàn bộ đèn pha sáng quắc luôn. Khung gầm cabo mặt ca lăng này, cực kỳ mới. Gầm phía trước này, không có mục ngoặt, không có bị mớp méo gì. Lốp 5 quả dày bịch như nhau. Đấy, kính đèn thì đều zin theo xe. Xe biển tỉnh em Lợi rút hồ sơ cho quý chị nhé. Xe đăng ký tên cá nhân. Và với cái chiếc xe này thì bên em Lợi bao zin, bao cây số chuẩn nhé. Sai tặng xe quý chị luôn. Đây là toàn bộ cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Nội thất ghế này nguyên bản từ đầu, cực kỳ mới luôn. 400 ly là nguyên zin. Nói chung là về keo chỉ thì quý chị yên tâm này. Em Lợi bao toàn tập luôn. Đấy, Toyota này, kính đều zin hết và toàn bộ tay nắm lên xuống kính điện này. Nội thất mép ghế này, nó căng không quý chị? Nhìn cái ghế lái là biết. Cái lưng tựa lưng này, nó còn sáng và nó mới. Đấy. Vô lăng của chiếc xe này, quá là mới luôn. Đấy. Audio 2 vạn 5 là đến lượt bảo dưỡng này. Mà đồng hồ là đang 2 vạn mốt đây quý chị này. Zin 2 vạn mốt nhé. Sai tặng xe luôn. Từ vô lăng củ số này. Còn khá là đẹp này. Đấy. Quý chị nhìn thấy các cái phần tắp ly bóng khí bàn thờ này. Đấy, vô lăng này. Nó quá là xuất sắc rồi. Đấy. Tất cả vô lăng nó đều nó mới. Xe sơn zin cả xe luôn quý chị ạ. Đấy. Toàn bộ các cái phần ghế phía sau này. Khá là đẹp, chuẩn đấy nguyên bản từ đầu. Một chiếc Toyota Hilux mà nó quá là mới luôn quý anh chị ạ. Xe tên tư nhân, một chủ từ đầu, sản xuất năm 2018, lăn bánh lần đầu 2019 nhá. Đây, toàn bộ sàn thùng không chở hàng nặng. Một chiếc xe nó đẹp, nó đẹp từ lốp, từ gầm đến khoang chứa đồ và đến phần nội thất.
nó đều và đẹp, nó chất. Đấy, ốc phía sau là sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đèn pha, đèn hậu, đèn gầm sáng. Đây, toàn bộ cốp của chiếc xe này. Đó. Cốp zin toàn bộ nha, và cánh cửa táp ly là nguyên bản này. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc nhé. Anh chị em nào có nhu cầu bán xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền. Bác nào mà có nhu cầu đổi các thì em Lợi cũng nhận đổi các nhé. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này. Từ các cái đầu rằng ốc cabo này, zin hết nhé. Đến ốc chân đèn này, ốc đèn này, nguyên bản từ đầu. Đấy, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên này. Máy thì rất là sáng và đẹp nhé. Từ các cái tem mác em quay mộc luôn từ nhà chủ ra này. Chưa dọn dẹp gì đâu, nhưng mà nó còn sáng thế này này. Cabo đến các cái phần này. Máy nó chưa dọn mà nó chỉ có bám lớp bụi, nó rất là nhỏ thôi. Rất là đẹp nhé. Cổ bô, cổ xả của chiếc xe là zin hết. À, tem mác cabo này, nguyên bản này. Chỉ cabo là zin này. Nói chung là chiếc xe này thì quý chị cũng yên tâm nhé. Sau đây em sẽ nổ tiếng động cơ cho quý chị nghe.